Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã nhiều lần phản ánh về tình trạng nguy hiểm trên những chiếc cầu phao được người dân làm tự phát dọc tuyến sông Đồng Nai, nối huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng và huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, và những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của 11 hộ dân tại xã Quảng Ngãi thuộc khu vực thi công cầu Đất Lua. Đến nay, những vấn đề trên đã được ngành chức năng tháo gỡ. Toàn bộ diện tích đất thuộc dự án cầu Đất Lua đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và thông xe trước Tết Nguyên Đán, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân hai bên bờ sông Đồng Nai. Nước lụt to nữa đây nguy hiểm nữa mà phải đi, thì không có phải đi sao nữa. Dù người ta có nhìn thấy chết cũng phải đi. Thế sao cái cuộc sống người ta như vậy rồi? Những vụ tai nạn đại đa số là vào mùa nước, nói chung là cái ván của nó nước lên nước xuống là cái ván cầu nó chạy qua chạy lại, cho nên là dẫn tới là cái tai nạn nó kèm theo trời mưa đường trơn nữa, là rơi xuống nước là chết chủ yếu là vùng mùa mưa này nhiều. Những chiếc cầu phao tự phát được làm tạm bợ, hay những chiếc đò ngang chồng chền nối giữa khu vực thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng với xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tồn tại hàng chục năm nay, giờ đây sẽ không còn nữa mà thay thế bằng một chiếc cầu Đắc Lua kiên cố. Rất là vui ạ. Nếu mà có cái cầu này là đêm hôm mình đi lại, là như nếu có cầu rồi là mình đỡ phải chờ đợi như này rồi đỡ mất tiền, rất là tốt. Cái cầu này là đúng là mỗi năm là thiệt lợi ích cho bà con rất nhiều. Khi qua lại này phức tạp lắm, mà đôi khi nhiều bệnh nhân chết oan cũng vì là không có cầu. Cầu Đắc Lua có chiều dài trên 360m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép với tổng kinh phí 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Đồng Nai, gồm phần cầu chính và phần đường dẫn đầu cầu kết nối hai tuyến DT721 của tỉnh Lâm Đồng và đường Đắc Lua Đăng Hà tỉnh Đồng Nai, do khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, diện tích đất và hoa màu của 11 hộ dân ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của công trình. Làm cầu này thì khu vực xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên thì có 11 hộ dân, thì ảnh hưởng đến công trình, thì trong quá trình lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng thì có được 5 hộ đồng tình, còn 6 hộ lại còn vướng về mặt đất đai, về vật kiến trúc. Thì huyện Cát Tiên cũng đã tổ chức làm việc với các ngành để phối hợp với đơn vị làm giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm, với tinh thần là giao lưu hai bên, thì nhân dân xã Quảng Ngãi cũng là chúng ta cũng chia sẻ với chúng ta có thiệt thòi một tí nhưng mà đem lại nhiều cái niềm vui cho nhân của xã bạn. Sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng có nhiều phóng sự phản ánh về tình trạng nguy hiểm rình rập trên những chiếc cầu phao dân sinh, những bến đò tự phát và vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng cầu Đắc Lua, thì những vấn đề trên đến nay đã được ngành chức năng kịp thời giải quyết. Dự kiến trước Tết Nguyên Đán năm nay, cầu Đắc Lua sẽ hoàn thành những hạng mục cơ bản nhằm thông xe, phục vụ người dân hai bên bờ đi lại và vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết. Riêng về giải phóng mặt bằng thì đối với xã Quảng Ngãi là có 11 hộ. Thế thì hiện nay thì nhân dân cũng đã nhận hết tiền và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thi công. Là theo tiến độ thì khoảng từ nay đến Tết Nguyên Đán thì sẽ thông xe cho bà con đi lại và hoàn thành vào khoảng tháng 3 năm 2017 thì sẽ đưa vào khánh thành trong cái cây cầu này. Thế thì nhân dân cũng rất là phấn khởi. Những người dân Đồng Nai và Lâm Đồng nói chung, xuân Đinh Dậu này sẽ vui hơn khi có cầu Đắc Lua. Cảnh chờ đợi những chuyến đò hay đi trên những chiếc cầu phao nguy hiểm sẽ không còn nữa. Với họ, có được chiếc cầu này như đóng thêm một điều rất ấm áp trong dịp Tết đến xuân về. Hiện nay thương lái đã tìm đến những vùng chuyên trồng rau tại các phường 7-8, đặt mua cả rau mới trồng được 1 tuần đến 10 ngày tuổi. Chẳng hạn rau xà lách Corôn, sau khi xuống giống được 1 tuần, thương lái sẽ mua với giá 1.300 đến 1.400 đồng một gốc. Củ dền sau 10 ngày trồng, thương lái mua với giá 1.200 đồng một gốc.